Vâng, xin chào bác ơi, với kênh xe đạp. Bác này đưa bác một mẫu xe đua Rốt mang thương hiệu đến từ Pháp, Chopic, model Chopic Maris. Thì cái dòng Chopic Maris thì bên em về trong thời gian vừa qua, em đã cùng review rất là nhiều dòng xe Chopic Maris, được rất nhiều bác đánh giá rất là cao và quan tâm. Thì hôm nay em về thêm một chiếc nữa, cái model của xe là tông đỏ đen. Và bây giờ xin mời đến tổng chiếc xe. Vâng, thì những video trước đây đánh giá về cái dòng xe Chopic thì đây là một trong những dòng xe đến từ thương hiệu Pháp, model Maris, khung nhôm không mối hàn, tổng thể xe đánh giá là tầm 85% thôi. Xe chạy dây âm sườn cao cấp, bên trên này thì nó có những đường vân da rắn thôi nhé. Đây, model của xe là model Maris, nhôm không mối hàn. Bác nhìn qua có thể giống những cái dòng xe carbon, nhưng đây nó là dòng xe không nhôm. Trước đây em cũng đã về review rất nhiều dòng xe Chopic Maris rồi. Thì trước em về với tông màu xanh xám, thì nay em về chiếc đen đỏ của Phúc Kỳ Đông chính hãng của Chopic. Nguyên bản theo xe, xe sử dụng bộ tay lắp chính hãng của Shimano Tiagra. Bên phải em sử dụng cái bộ tay lắp chính hãng của Shimano Tiagra. Đằng trước sử dụng cái cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra, càng carbon, đường vân chấm bi trên càng xe rất là nổi bật, may bạc đạn, vành nhôm hai lớp cũng còn rất là mới, lốp Maxim kích thước lốp 700x23c. Bác nào hỏi em về những dòng xe, mẫu xe đua tầm trung thì em về một chiếc cái dòng xe Chopic Maris, cấu hình full group Shimano Tiagra, gạt đĩa và đùi đĩa cũng chính hãng của Shimano Tiagra. Gạt đĩa của Tiagra, cụm phanh đằng sau là cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra. Cọc yên carbon, yên rất là cao cấp, yên của thương hiệu San Macro, đến từ thương hiệu Ý, full carbon. Thường thường các bác chỉ thấy cái dòng xe carbon mà có cái gọng yên bên dưới thôi. Thì chiếc xe này thì trang bị với cả một chiếc yên bên trên này và gọng yên bên dưới đều là của San Macro, full carbon, rất là cao cấp. Gọng yên carbon, càng carbon, khung nhôm không mối hàn. Đằng sau sử dụng với cấu hình Shimano củ đề Tiagra. Trang bị với 10 tầng lip, may bọc đạn cối lổ, một đèn chiếu chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50, là các bác cao từ 1m63 đến trên 1m7 đi vừa, 1m63 đổ lên bác nhá. May trước sau lọc may, trang bị may bạc đạn cối lổ, trong những 10 tầng lip, lên lip. Wow, rất là mượt và trơn tru lắm nhá, xuống lip. Bây giờ phải em trang bị với 2 tầng đĩa, đùi đĩa và gạt đĩa chính hãng của Tiagra, xuống đĩa, lên đĩa. May bạc đạn cuối lổ, đồ Shimano full group chính hãng của Tiagra. Và xe có model của xe là Chopic Maris. Vâng, em vừa đã tổng thể xong chiếc xe Chopic Maris đến từ thương hiệu Pháp. Xe làm từ hợp kim nhôm, khung nhôm không mối hàn cao cấp,
càn carbon, cọc yên và yên carbon của xăng Macaro cũng như đến từ Ý và trang bị với cặp Mayo cối lổ bạc đạn chính hãng, full group chính hãng của Shimano Tiagra. Và xe giá tốt bên em là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại cho ngày mai.